Hôm nay chúng ta hãy lấy chỉ lựa tôi không bị tháo, tôi nhà tôi thắng, tôi nói tôi là mấy người đến thắng
nhân thì đã là 2 năm nay thì cũng để ý nhưng mà thì đúng như thế nào cuốn cuốn về ngày quốc về nó khác hẳn. Có phải là bị phá rồi?
Thank you.
không cả chúng ta đôi khi xét nghiệm bằng cách quan điểm 10 cây số trong cả lúc đi nhiễm mỡ máu mỡ mỡ người để bạn thấy ô nhiễm môi trường thì phân loại đã cá nhân hóa và thôi người ta lại gì cũng đặc biệt gì người ta biển có cái hài các biển đem nhằm nhằm lên anh có chuyện đấy chứ bảo là đã đau không nghe không nghĩ vậy không đau đau cái đau là cái gì cá nào cũng được ô nhiễm chứ mà hai cá ra ngoài một kiếp trước ở trong hồ sân bay cái quả quản đầu to ba này là người to đây thì không biết là do vì như vậy là tôi thấy rồi sao nhưng tôi thấy rồi nó đi là cái gì thấy nó như cái hồ luôn cái tại nói chung là thì toàn là con này là gì đó đã có nhà là cái gì là gì quá cơm còn nhiều lắm ba ông tát không biết nữa, đùng phát một bao bao cá rồi, và là tát kề còn tát kề mới để cá lóc, để cá nô, nên cái con bỏ và mắt cũng sướng quá, nên khi mà tản anh rút rồi rút trong cái đống, cả mắt là như voi anh thôi, sướng cái đống, cái ống kia đấy. Không nhiều cứ tỉnh táo thế người này còn cá còn cái này cái mà ăn rồi cái này là cái đồ hàng của mình nó phải cái này là cái bố là cái đồ lãi là ba cái làm cái đồ ra đồ ra thì phải bán ra nữa là bảo bạn đấy cũng mở thương như là thì cá nhát có một cá nhiều là cái đá để bạn đấy thấy của tôi rồi bảo là cái gì cái mà không 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 ăn đi thầy ơi bây có cãi rồi bây đấy bao đừng phân đấy bao là còn nữa anh hai nó lại giúp rồi nhưng móc móc ở trong này kéo được khúc xương trong chân này nè thế là em đưa ra vợ nó lại cắt lại xương bò xương nhức thế nên là thế là anh càng vui là cá nó càng nhiều đấy mà nó mở về cạnh đến bao nhiêu mắt nữa thế móc ra đến lúc mà khui hết là lôi ra được rồi anh thằng còn mỏi cái gì vậy nhưng mình thế á ghê lắm cá hết từ chỗ chưa đâu như rồi tôi đi sát người nữa đấy cái là người ta làm nên giờ nó mới lộ ra rồi đấy công an nó tới mình nó quay lại nó khám nghiệm hiện trường Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.